Xin chào các bạn đã quay lại với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Lối tiếp cái chuỗi video trả lời các câu hỏi thường gặp của các khách hàng gần xa gửi đến xe đạp hải phòng.com. thì trong video này mình sẽ giải đáp cái thắc mắc là một số quý khách hỏi là xe đạp thể thao thì đạp nhanh nhất được bao nhiêu km. Thì cái câu hỏi này thì nghe qua thì chúng ta đã biết ngay đó là của những người chưa từng đạp xe. Chưa từng đạp xe, còn nếu là đã từng đạp xe thì sẽ không hỏi câu hỏi này. Thì mình cũng giải đáp thắc mắc là cho các anh chị em mà có cái câu hỏi là xe đạp thể thao đạp nhanh nhất được bao nhiêu km. Thì xe đạp thì nó không như xe máy là chạy bằng động cơ, còn xe đạp là chạy bằng sức người đạp. Lên về cơ bản nói như vậy, quý khách có thể hiểu là nhanh nhất là bao nhiêu là do cái giò đạp của mình, tức là do cái động cơ. Có nghĩa là nếu xe máy thì tốc độ tối đa là do động cơ quyết định, còn xe đạp tốc độ tối đa là do cái đùi mình quyết định. Thì những người mà với cùng một chiếc xe đạp thì với những người mà chuyên nghiệp đạp thì với cũng vẫn cái chiếc xe đạp đấy thì người ta sẽ đạp được nhanh hơn là người không chuyên nghiệp đạp. Nên là hỏi là cái chiếc xe đạp này và đạp nhanh nhất được bao nhiêu km thì quan trọng nhất là cái đùi của bạn nó có khỏe hay không, là đùi đạp xe đấy, đùi của người đạp ấy có được rèn luyện thường xuyên hàng ngày hay không là thứ nhất. Và cái thứ hai là sẽ phụ thuộc, cái đó là cái yếu tố đầu tiên, tức là sẽ phụ thuộc vào cân nặng của người đạp. Là nếu như mà người cùng có sức ngang như nhau mà người nặng hơn thì sẽ đương nhiên là sẽ tốn lực để mà giúp xe chuyển di chuyển hơn. Và hai là cái sức khỏe của người đạp là cái quyết định thứ hai, và cái dòng xe nào dòng xe là cái quyết định thứ ba. Ví dụ như là cùng một người đạp mà cái dòng xe là địa hình thì không bao giờ có thể cho được tốc độ cao như là dòng touring và dòng road. Dòng road là dòng tay cong đua đó, còn dòng MTB là dòng địa hình đấy, và dòng touring là dòng tay bằng, nhưng mà bánh thường là sẽ là bánh 700c nhưng mà quả lốp sẽ to hơn road một tí. Thì nếu mà nói về tốc độ thì nó sẽ phân cấp ra là MTB là tốc độ thấp nhất nhưng mà đi đầm nhất đấy, tại vì là lốp nó rất là to và thường là cho những người mà mới đạp xe đấy. Và tiếp theo là dòng touring là để đi trong phố, và tốc độ là lai giữa MTB và road lên là tốc độ là sẽ là đứng giữa, cũng không nhanh quá và không chậm quá. Và nếu mà để nói tốc độ cao nhất đó là dòng road hay còn gọi là dòng tay khoằm để đua đấy, dòng tay cong á, và là chuyên nghiệp bởi vì trọng lượng nó rất là nhẹ. Thứ hai là cái chiều bản bánh của nó rất là bé nên là lực ma sát của bánh với đường rất là nhỏ, nên là bản thân chiếc xe đã giúp cái người đạp chạy nhanh rồi. Bởi vì MTB thì lốp nó rất là to, bản lốp to nên là tiếp xúc với đường là ma sát lớn, nên bản thân chiếc xe road nó sẽ chạy nhanh nhất, tiếp theo là touring, thứ ba là đến chậm nhất là MTB, nhưng MTB thì lại lốp êm nhất bởi vì quả lốp nó rất là to. Và nó sẽ đấy, nó sẽ là phụ thuộc vào cân nặng của người đạp, rồi lực cản của gió, xuôi gió, đạp xuôi gió hay đạp ngược gió hay là đạp lên dốc đấy, lại còn lên dốc hay là xuống dốc, đúng không ạ? Rất là nhiều yếu tố. Và cái chân của người đạp có khỏe hay không, cùng một chiếc xe nhưng người khỏe thì người ta sẽ đạp nhanh hơn là người yếu hơn. Và bản thân chiếc xe là thuộc dòng nào, nên là để mà cái câu hỏi là xe đạp thể thao đạp nhanh nhất được bao nhiêu km thì cái câu hỏi này rất khó trả lời, bởi vì nó phụ thuộc vào những yếu tố như mình đã liệt kê như trên. Thì rõ ràng đây là cái câu hỏi của những người chưa từng đạp xe, chưa từng sở hữu xe đạp thể thao thì sẽ hỏi câu này, còn những người mà đã từng đạp rồi thì không ai hỏi câu này cả. Thì các bạn có thể tham khảo trên YouTube, tốc độ trung bình của chiếc xe đạp thì nó vào khoảng 25 cho đến 35 cây, khoảng 20 cây nó tùy từng người đạp. Còn tốc độ tối đa thì một số cái video clip trên YouTube, người ta dùng một cái chiếc xe tải kín gió để chắn trước xe đạp để không làm cho giảm cái lực cản ma sát với không khí của xe đạp, với không khí giảm hoàn toàn gần như là 90% đó, thì cái vận tốc tối đa của xe đạp có lúc có thể lên đến khoảng 100 km/h trong trường hợp là không có sức cản của gió.
và là một vận động viên chuyên nghiệp, và đó dòng xe đó là dòng xe road. Thế còn với chúng ta thì với đời thường đây thì không đạp được 100 km/h đâu, trừ khi xuống dốc cầu 45 độ thì cái vấn đề đó rất là nguy hiểm, và nhanh hay không là do chân mình. Quý vị hãy sở hữu cho mình một chiếc xe đạp thể thao để mà rèn luyện chân mình thật khỏe, thì lúc đó nhanh hay chậm là do động cơ. Xe máy nhanh hay chậm là do động cơ khỏe hay mạnh, khỏe hay yếu, thì xe đạp nhanh hay chậm là do chúng ta, bản thân chúng ta là quan trọng nhất. Bởi vì xe đạp thể thao nó chỉ là chiếc xe đạp mà thôi, còn nhanh hay chậm điều khiển nó ra sao là con người, quan trọng nhất vẫn là con người, và nó chỉ là phương tiện để chúng ta rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày, chống lại bệnh tật, giảm nguy cơ các cái bệnh về xương khớp và tăng sức khỏe, tăng cường thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe mà thôi, chứ nó chỉ là một công cụ, nên không quan trọng là bao nhiêu km. Không dùng để đua bơi, chúng ta không phải là vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp thì không quan trọng cái vấn đề đó. Thì như đây mình cũng trình bày luôn là mình công việc mình rất bận, thì mình cũng có một cái chiếc xe đạp đạp tại chỗ tại nhà, và có một cái gu lô cảm. Đấy, khi nào mà mình cảm thấy bí bách trong người là mình nhảy lên mình đạp. Thì tốc độ mình đạp tối đa thì có thể lên đến theo như đồng hồ thì khoảng lên 40 cây, nhưng mà ngoài đường thật thì không được, bởi vì nó sẽ có sức cản của gió. Ok, trong video này mình đã trả lời cho các quý vị câu hỏi là xe đạp thể thao đạp nhanh nhất được bao nhiêu km một giờ, và nhanh là do cơ. Động cơ xe máy là nhanh là do máy khỏe, còn nhanh hay không xe đạp là do đùi của mình, do cơ, chạy bằng cơ. Nên là hẹn gặp lại quý vị trong những cái video trả lời câu hỏi lần sau. Xin chào các anh chị em đang xem livestream của em trên Facebook. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Nếu các bạn thấy quan tâm đến xe đạp thể thao và những cái mẫu xe đạp mới về, thì ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng trên Facebook và chọn chế độ bạn thân để mà xem trước những cái livestream của xe đạp Hải Phòng. Còn nếu ở trên YouTube, quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký có chiếc chuông, ấn vào hình chiếc chuông và nhận tất cả các thông báo của xe đạp Hải Phòng, thì khi mà xe đạp Hải Phòng có video mới up lên kênh, quý vị sẽ là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị xem video đầu tiên. Cảm ơn quý vị đã xem video, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.